tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip vô cùng độc lạ, đó chính là ăn bắp nếp xào và uống gì mọi người biết không? Ăn theo phong cách đại gia nha. Uống rượu. Đấy. Ăn hết cái bắp này, uống hết chai này là xỉn như mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm thử thách, đó là ăn trong vòng 10 phút, 15 phút đi, cho 15 phút, cái này nhiều quá mọi người, 5 trái bắp lận, 15 phút ăn hết chỉ bắp và uống hết chai rượu kèm theo lon nước ngọt đó nha mọi người. Đấy, thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Tiếp theo khui cái này cái đã. Xong rồi sẽ thấy cái kết nha mọi người. Đấy, xíu rồi, để lại cho. Rồi, dứt cái này. Bỏ vô. Thử nha mọi người, kêu thử là. Nó ngon mọi người ơi. Vô, mời mọi người muỗng bắp trộn lên đã, trộn cái tương ớt này lên đã nha. Cái này là 5 trái bắp nha mọi người. Bắp này thì thường là hồi xưa ở quê mình hay ăn bắp nếp, chứ còn vô trong đây thấy hầu hết là thấy toàn là bắp Mỹ, bắp gì đó mọi người. Đó mọi người, món này còn thiếu cái gì nữa comment nha, thiếu món gì nữa. Thịt không biết đâu bán hết. Thiếu một món thì món này sẽ rất là ngon. Ai biết món gì thiếu thì comment nha. Quên, tham ăn quá. Thử hết 15 phút thì bây giờ là 18 giờ thiếu 12 mọi người. 25 phút thì nó đâu đó nó rơi vào tầm khoảng độ là 18 giờ 7 phút. Đấy. Đây, còn lại nha. Uống cái rượu nó vô nó nóng mà. Uống cái rượu nó vô nó chảy xuống đây nè, chảy nóng. Xuống đây này nó kinh khủng quá. Mày thấy không? Dịch bệnh mà kiểu như thế này ngồi ra đây. Ngắm bình minh chứ. Đấy, bình minh đẹp không? Nói đùa mọi người, trên đây là hoàng hôn nha mọi người. Đẹp ngất trời luôn. Đấy, ngồi đây mà quất cái này, quất đĩa bắp này, uống chai rượu. Cái bắp này thì nó không còn xa lạ mọi người nữa. Mọi người thích ăn cái bắp nếp này hơn vì nó có độ dẻo, thấm mỹ, nó không dễ bằng. Lúc mà ấy ra còn bắp luôn. Uống hai chị mới uống có hai ngụm rượu mà mồ hôi một kia nó toát mọi người. Mọi người nha. Mọi người thấy này đẹp không? Thấy này lạ không? Mặc vét được các kiểu mọi người. Ngầu ấy. Thank you.
loa phát thanh, nó chỉ ở khắp mọi nơi mọi người. Rồi cũng may mình đồ mà mồ hôi kia nó toát rồi mọi người, nó nóng. Lát nữa mà thấy là hả, nằm cái bạch xuống đây là thôi mình biết rồi đó mọi người, không nên game nữa nha, rất là diễn hả. Rồi chảy mồ mọi người, cái rượu thịnh mà quốc cái ca như là hả, uống nước ngọt thế này thua. Anh thủ ăn cho mà không tuyệt vời. Rượu nó lạ quá mọi người ha, uống vô cái mắt nó liêm diêm liền. Video này có khả năng là nó kéo dài tới sáng ngày mai nữa mà. Phải lát nữa chỉnh cho mà. Cứ theo quay thôi. Cho. Nhâm bàn tay vậy vậy. Kiểu vậy á. Má cái này mà cầm cái này mà lâu mỏ là thôi chứ thứ gì bằng. Dù bây giờ bắt đầu nó nóng. Dù bây giờ nó vô không, bây giờ nó nóng ra cái cân người mọi người. Mọi người thấy hai con bồ câu mới bay qua. Quốc hết cái này là tới lắm. Thêm miếng coca mọi người, chứ không mình chết lắm. Còn 5 phút hả? Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách thêm rồi, giảm tới 15 tháng 9 rồi.
ở nhà tính tới thời điểm này là 3 tháng và tiếp theo 1 tháng là 4 tháng, coi như là năm nay là vứt. Mọi người không? Hồi nãy giờ tôi có uống bao nhiêu ml rồi? Hiện tại cái này là đang là 300, mà hồi nãy giờ chắc uống được không mớ à, thêm nước ngọt á. Quá lâu rồi không nhậu. Uống rượu là phải uống cả này các bạn ạ. Khả năng là kết thúc sớm mọi người, chứ thêm 5-10 phút nữa là ngồi nói bá láp bá sặn. Còn 3 phút nữa. 3 phút nữa là hết thời gian thách đấu ăn bắp. Còn 4 trái bắp không? Không hết 5 trái bắp. Hôm bữa mình ăn 3 trái bắp hết, nhưng mà nó vừa vừa, nó đầu no, còn ở đây trái trái đuổi nữa. Vô chăm chăm bye bye mọi người nha. Mình xin kết thúc video clip ngày hôm nay. Mọi người xem thì nhớ like, comment và đăng ký kênh cho mình nha. Nhớ ủng hộ mình nha. Và nhớ comment là muốn thử thách ăn cái gì, uống cái gì. Nhớ comment bên dưới nha mọi người. Comment bên dưới, comment bên dưới. Xong rồi mình sẽ làm cho mọi người xem. Bye bye.